Ngọc Oanh xin kính chào quý khán giả của Đài Nét TV. Chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Nụ Cười và Cuộc Sống. Và trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Oanh rất hân hoan và vui sướng vì được đón một năm mới Tết 2022. Và như thường lệ, chương trình của chúng tôi, đặc biệt chương trình ngày hôm nay, sẽ gửi đến quý vị một chương trình Tết rất là đặc biệt từ văn phòng AT Dental Care với nhà sĩ Tuấn Võ. Địa chỉ của AT Dental Care là 1906 Avon Road, San Jose, kế bên trẻ Bamboo, quý vị, và trong khu chợ Maxim. Điện thoại là 408-579-9931 và website là atdentalcaresanjose.com. Trong niềm vui hân hoan chào đón một năm mới, chị xin gửi lời chào thân mến đến em Tuấn Võ. Dạ, xin gửi lời chào đến chị Ngọc Oanh, chào quý vị khán thính giả của Đài Net Việt TV. Chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Dạ vâng, xin thay mặt văn phòng AT Dental Care cũng như đội ngũ thực hiện chương trình Nụ Cười và Cuộc Sống xin chân thành gửi tới quý khán giả của Đài Net Việt TV một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn, thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Net Việt TV đã trang hoàng rất là đẹp, nào là mai, nào là đào, những câu chúc. Và đặc biệt quý vị thấy rằng là bác sĩ Tuấn Võ ngày hôm nay diện một chiếc áo dài màu xanh cực đẹp và trong một chiếc áo dài truyền thống, rất là phải nói là nhìn không có thể là không nhận ra bác sĩ Tuấn Võ. Thì thường thường chúng ta thường gặp bác sĩ Tuấn Võ mặc vest hay là mặc sơ mi, nhưng mà quý vị thấy như thế nào, bác sĩ Tuấn Võ mặc áo dài rất đẹp. Vậy thì cho chị hỏi, năm thường thường á là khi mà Tết đến đó thì mọi người vẫn nghĩ đến cái việc là mình sẽ làm cái gì đó để nhớ về cái cội nguồn của mình. Thì trong cái dịp Tết đầu năm như vậy thì Tuấn có thể cho chị Ngọc Oanh biết rằng là em có những cái cho chị hỏi là em qua Mỹ được bao lâu rồi? Dạ vâng, thưa chị, thưa quý vị, Tuấn đã qua định qua Mỹ định cư và sinh sống ở Mỹ này được khoảng gần 20 năm, thưa chị, thưa quý vị. Dạ, một cái thời gian cũng không dài cũng không ngắn. Dạ vâng. Và Tuấn, chị được biết là chị gặp Tuấn khi mà lâu lắm rồi chị không nhớ, nhưng mà Tuấn là một cậu bé rất là trẻ và năng động, nhưng mà bây giờ thì trở thành nha sĩ thì chị thấy rằng là em rất là đỉnh đạt, và thậm chí rằng là có thể gọi là mình phải khâm phục vì rằng là một người nha sĩ rất là giỏi và đã đem đến cho nhiều người Việt tại San Jose một cái nụ cười đẹp và một cái hàm răng khỏe. Thì bây giờ chị hỏi em nè, em qua Mỹ được 20 năm, gần 20 năm. Vậy em có nhớ gì về xuân tại Việt Nam không? Dạ vâng, thưa chị, thưa quý vị, dĩ nhiên là rất nhớ, thưa chị. Những cái, tại vì Tuấn gần như là sinh ra và gần như lớn lên ở Việt Nam, nên những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng về cái Tết cổ truyền của Việt Nam nó vẫn còn rất là sâu đậm trong tâm trí. Tại khi Tuấn qua Mỹ này thì cũng bắt đầu ở cái tuổi học sinh cấp 3, tuổi high school, thì lúc đó mình cũng lớn rồi, thì mình đã trải qua một cái thời thơ ấu, một cái thời mình trưởng thành ở Việt Nam, thì những cái kỷ niệm đó nó rất là sâu đậm. Bởi vậy mình nên khi nghĩ về Tết thì thường á, thời gian đầu, đặc biệt thời gian đầu khi mà mới sang Mỹ á, thì cái khi nghĩ về Tết thường là mình nhớ về những cái kỷ niệm và cái Tết của mình đón cùng gia đình ở Việt Nam hơn là những cái Tết mà mình đón ở Mỹ. Mặc dù cũng là mình đón chung với gia đình mình thôi, nhưng mà chính vì cái những cái ký ức của Việt Nam thì nó vẫn còn khá sâu đậm. Dạ, thưa chị. Vậy thì chị, em có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất, tại em nói chung chung, tại vì mỗi người có một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ, cho chị biết được không? Dạ vâng, thưa chị, thì trong khi mà nói nghĩ tới Tết á, thì trong tâm trí của em với gia đình á, thì thường là đối với cá nhân em á, Tết á, là một khoảng thời gian mà mình, khi mình nghĩ tới Tết là mình nghĩ tới gia đình của mình, mình nghĩ tới cái sự sum vầy, mình nghĩ tới buổi Tết cùng nhau, thì mình sẽ thấy ba mẹ mình bày cái mâm cúng. Rồi buổi ngày mình đợi tới cái đêm giao thừa để mà mình cúng xong thì được lì xì. Thì cái đó là cái mà những cái ấn tượng rất là
rất là khó file được. Rồi sau đó thì sang ngày mùng 1 thì mình bận đồ mới, diện đồ mới, diện đồ đẹp để mà mình đi chúc Tết những người họ hàng, những người hàng xóm của mình. Thì nó giống như thành một cái truyền thống của gia đình, mà cứ mình nghĩ tới Tết là mình sẽ nghĩ ồ Tết, nên là mình sẽ được chứng kiến một cái mâm cúng rất là hoành tráng. Xong rồi mình cúng xong, mình cùng gia đình mình chờ tới cái giờ mà giao thừa, thì cho trước giờ đó mà mình ngồi mình nói chuyện với nhau hoặc là gầy sòng chút xíu. Xong rồi cúng giao thừa xong thì được lì xì. Rồi sau đó buổi ngày mùng 1 thì ta đi du xuân, đi chúc Tết họ hàng. Đối với chị đó, em biết đó là chị thích nhất Tết cái khoảng khắc mà buổi tối mà cả gia đình ngồi gói bánh chưng. Dạ. Buổi tối để chờ nấu bánh chưng. Cái lúc đó nó đẹp lắm. Đến bây giờ chị vẫn nhớ lại những cái thời điểm đó. Dạ. Và chị ước gì có thể trở lại được, mặc dù ở bên này mọi người nhà nhà vẫn có bánh chưng. Dạ. Nhưng mà trong cái không khí nó khác. Nó hoàn toàn không có giống như vậy. Dạ. Nghe nhạc nè, nghe nhạc xuân, rồi cùng thức ngồi gói bánh chưng với nhau. Yeah. Ngồi dưới đất xòa xề xòa thế này rất là vui. Yeah. Và đặc biệt nhất đó là hồi xưa còn đốt pháo. Yeah. Mong cho đến vừa giao thừa xong là yeah, tất cả mọi nhà cùng yeah, đốt pháo đi đùng. Yeah. Cái tự nhiên mình xua tan hết những cái năm cũ với yeah, những buồn phiền, những yeah, cái lo lắng, những cái thất bại. Yeah. Và hy vọng một năm mới nhiều niềm vui, yeah, hạnh phúc, đúng không? Thì em thấy rằng là cái Tết của người Việt hải ngoại và cái Tết của người sống, người Việt Nam sống tại quê nhà mình á, nó có cái gì khác không? Dạ. Yeah. Em thấy như thế nào? Có một cái điểm mà chị Ngọc Oanh vừa nhắc tới mà em thấy là một cái khác biệt lớn nhất, là tại vì cái thế hệ của em á, khi mà em sinh ra đó, thì em nhớ trong cái tâm trí em chỉ có một vài năm trong em còn trong ký ức là còn thấy được đốt pháo thôi. Chỉ những năm sau là ở bên Việt Nam họ cấm đốt pháo rồi. Thì cái mà mình giống như là mình missing out, mình không có khi ăn những cái Tết ở Việt Nam á, là cái chuyện đốt pháo. Người ta chỉ dùng pháo giả thôi, mở cái thời đầu thì nó mở cái băng cassette. Xong rồi sau này nó có những cái phong pháo đỏ, pháo giả, mình mở lên nó cũng nghe ta 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 ta. Yeah. Thì đến khi mà qua sang Mỹ định cư á, thì lần đầu tiên mình lại được thấy pháo. Thì những cái năm đầu tiên mình ăn, nhất là năm đầu tiên mà ăn Tết ở Mỹ, mình thấy nó wow, cái lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mình mới được thấy pháo lại, mình được thấy lại phong pháo, nghe được, hửi được cái mùi thuốc pháo. Thì cái đó là một cái điểm mà rất là ấn tượng. Nhưng mà thời gian đầu khi mà ăn Tết ở Mỹ á, thì đương nhiên mình ăn Tết chung với gia đình mình thì vẫn có cái sự đầm ấm, vẫn có cái sự sum vầy của gia đình. Nhưng mà với lại em cũng có cái may mắn là gia đình em ở Mỹ này cũng đông, thì mình cũng có những người họ hàng để mình đi chúc Tết. Nhưng mà cái không khí đó, cái không khí mà xuân ở Mỹ này, em thấy nó thời gian đầu em thấy nó không có được rộn ràng như Việt Nam. Tại đương nhiên ở Việt Nam mình, người Việt Nam mình đông quá. Rồi họ tổ chức những cái lễ hội, những cái hội xuân, những cái hội hoa Tết rất là hoành tráng, rất là lớn. Thì những cái đó ở đây, đương nhiên cộng đồng của mình ở đây nhỏ, mình không thể mình expect cái chuyện so sánh cái đó được. Thì cái đó là chỉ có một cái nhỏ thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây cộng đồng mình ăn Tết không lớn. Sau này bắt đầu em mới để ý thấy Việt Nam mình ở đây mình chơi cũng chơi lớn chứ không phải chơi nhỏ. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Em biết không, lý do tại sao mà chơi lớn hơn là tại vì em may mắn em được sống ở San Jose. Yeah. Em may mắn được sống ở California. Yeah. Chứ ở những cái tiểu bang khác đó, chị nghĩ là người Việt mình cũng đón Tết trong cái không khí cũng không có được tưng bừng thế nào. Dạ, đúng rồi. Do đó mình cũng phải cảm ơn rằng là mình đã được sống ở đây và mình được hưởng cái không khí Tết để cùng nhớ về cái Tết, hương vị Tết. Với lại có một cái điểm mà người Việt mà ở Cali mình rất may mắn em nhận thấy là cái khí hậu ở đây nó thích hợp để mà ra đường bữa Tết diện áo dài, còn ở miền Đông lạnh quá ai cũng phải chùm hết, mình đâu có ra đường diện được. Dạ vâng. Ngọc Oanh cảm ơn nha sĩ Tấn Võ rất là nhiều đã chia sẻ trong phần 1 của chương trình Nụ Cười Và Cuộc Sống trong đề tài Mừng Xuân. Quý vị nhớ đừng rời màn ảnh của Đài Việt TV, Ngọc Oanh và bác sĩ Tuấn sẽ trở lại sau vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại.
Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, văn phòng AT Dental Care xin kính chúc quý thân chủ, cô chú bác, anh chị một năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Ngọc Oanh cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn ảnh của Netflix TV và bây giờ xin phép được trở lại với chương trình đặc biệt trong ngày hôm nay của Nụ Cười và Cuộc Sống từ phòng mạch AT Dental Care, tọa lạc tại 1906 Avon Road, San Jose, kế bên tiệm chè Bamboo trong khu chợ Maxim. Số điện thoại là 408-579-9931, website là atdentalcaresanjose.com. Chúc mừng năm mới, Nhâm Dần 2022. Chúc mừng năm mới em. Dạ, chúc mừng năm mới chị, chúc mừng năm mới quý khán giả của Đài Net Việt TV. Rồi, nói đến năm mới thì chắc chị nghĩ rằng là ai cũng mong những gì nó không tốt đẹp của năm cũ sẽ trôi qua, thật là bỏ xa đằng sau. Chúng ta nhắm tới cái mục tiêu phía trước và ước mơ thật nhiều. Thì không biết rằng là năm Nhâm Dần 2022 này, năm con cọp, yeah, thì phòng mạch mình trước thềm năm mới có những cái chuẩn bị gì và có những cái gì trong cái năm 2022 này không? Dạ vâng, thưa chị, thưa quý vị, thì để cùng hòa với cái niềm vui xuân với cộng đồng người Việt của mình ở San Jose này, thì văn phòng cũng có những cái chuẩn bị, những cái trang hoàng nho nhỏ thôi để mà đón Tết, một cái Tết Nhâm Dần 2022. Thì văn phòng có trang hoàng thêm một chút những cái điểm nhấn nhỏ nhỏ, giống như một vài chậu hoa cúc, rồi nhà mèo may mắn. Và cá nhân Tuấn là người rất là thích những cái mèo may mắn, thì những cái mèo gọi tiền đó, thì mình trang hoàng. Rồi những phong lìa bao lì xì đỏ, những cái phong pháo Tết, pháo giả. Dạ, thì để mà mình cho cái mọi người cùng vui chung với lại cái không khí Tết, thưa chị, thưa quý vị. Vậy thì Ngọc Oanh biết rằng là trong dịp năm mới thì ai cũng cầu mong một điều quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Dạ vâng, đúng không? Dạ vâng. Không cần gì hết, có sức khỏe thì chúng ta mới có thể có khả năng đi làm. Tôi biết là trước Tết là chị Oanh cũng rất là bệnh, yeah, bị flu. Và đây là phải nằm ở nhà mà rất là nhớ studio và rất là nhớ mọi người. Yeah. Ước mong là được khỏe lại để có thể làm việc, để có thể cống hiến được những cái gì cho quý khán thính giả. Thì Ngọc Oanh cũng biết rằng là hầu như ai trong niềm vui chung của năm mới đều muốn có được sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt là đã không nói rồi. Nhưng mà mình nói đến những cái nó cao hơn nữa. Chẳng hạn khi chúng ta đã có sức khỏe tốt thì chúng ta thường là con người ta luôn chỉ muốn đi tới và có những cái hoài bão lớn hơn. Chẳng hạn như Ngọc Oanh nghĩ là có những quý vị năm trước có vài cái răng bị hỏng, bị hư mà chưa có dịp làm vì không có thời gian hoặc là vì bảo hiểm không cho phép. Thì năm nay tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện làm cho mình một cái resolution là mình sẽ có được cái hàm răng đẹp hơn, một cái hàm răng khỏe hơn, phải không em? Dạ vâng. Do đó nên trong dịp mới thì Ngọc Oanh cũng ước mong quý vị, tất cả chúng ta trong năm mới sẽ có được sức khỏe tốt và một nụ cười thật là đẹp. Nếu quý vị muốn có được một nụ cười đẹp thì quý vị có thể đến phòng mạch AT Dental Care để được nha sĩ Tuấn Võ ở đây giúp quý vị tìm được cái cách nào đó để giúp cho chúng ta có được một nụ cười đẹp và một sức khỏe tốt cho hàm răng của chúng ta. Không em? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ chị hỏi em nè. Thường thường á, là trong năm mới đó, không biết em nhỏ quá. Lúc em nhỏ quá thì em không biết là thấy ba mẹ mình đó là đầu năm mới thường thường là họ hay chọn cái người xong nhà. Em biết điều đó không? Dạ vâng, dĩ nhiên là biết chứ chị. Mà đặc biệt là người làm ăn. Thì chị nghĩ rằng em cũng là người có phòng mạch thì chắc là không biết là năm mới em có kiên cử về cái chuyện mà phải tìm một người đúng hợp tuổi hay đúng tuổi để mà xong nhà hay là xong văn phòng để một năm mới mình làm ăn tưng bừng và tốt hơn không? Dạ có chứ chị. Dạ thì mà ông bà mình có câu là có kiên có lành, đúng không ạ? Thì đương nhiên là mà mình cũng phải theo cái truyền thống của mình một chút, thì mình vẫn phải có một cái chút gì đó gọi là mình kiên cử chút, thì mình cũng một vẫn chút thôi à? Yeah, mình vẫn phải lựa chọn một cái bệnh nhân hợp tuổi để mà họ mở đầu một cái năm mới thắng lợi cho mình. Dạ, cái đó là một cái giống như cái truyền thống rồi thì mình nên giữ. Dạ.
Rồi ngoài cái vấn đề mà kiêng cử, không phải là kiêng cử mà là chọn một cái người để mà hợp tuổi khai trương văn phòng hoặc là khai trương nhà cho mình đó, thì cái văn phòng em năm nay năm thứ mấy rồi? Dạ vâng chị, năm nay là bước sang năm thứ hai. Năm thứ hai. Vậy thì chị hơi tò mò. Vậy năm trước á, là em vẫn follow theo cái kiêng, có kiêng có lành đúng không? Dạ đúng. Và em thấy sao? Em thấy rằng là cái người đó có thật sự đem đến may mắn cho em không? Vâng thưa chị, thật sự là cái năm 2021 vừa rồi thật sự là một cái năm rất tốt cho văn phòng. Văn phòng nhận thấy một cái sự phát triển rất là nhanh chóng. Cũng phải nói là đương nhiên là mình nói là có kiêng có lành, nhưng mà nhân đây cũng phải nói là phải gửi một cái lời tri ân tới quý đồng hương của mình tại San Jose này, cũng như ở những cái thành phố lân cận, đã luôn ủng hộ, dành cái niềm tin cũng như cái tình yêu thương cho văn phòng IT Dental Care, thì văn phòng mới có được một năm 2021 thắng lợi như vậy. Thì sang năm 2022 cũng vậy, văn phòng hy vọng luôn luôn đem đến những cái dịch vụ tốt nhất để mà xứng đáng với cái lòng tin, cái sự tin tưởng của quý đồng hương của mình tại thành phố San Jose cũng như những thành và vùng lân cận. Sở dĩ chị hỏi em câu đó là như vậy, không phải chị blame người đó, lỡ mà em nói là ồ không có may mắn cho mấy, tại vì chị biết là văn phòng của em rất là thành công trong năm qua, và không phải chỉ là vì người mở 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 hàng cho mình trong năm mới, mà chị nghĩ rằng ăn thua là cái cách phục vụ, Dạ vâng. cách làm việc. Cái người Việt mình hay lắm em. Dạ. Em để ý đi, nhà hàng nào á mà ngon, ở đâu xa cách mấy, người ta cũng rần rần kéo đến. Thì trở lại cái văn phòng của em, sở dĩ đó là em phải cảm ơn người đã mở hàng cho em, nhưng mà đồng thời rằng là nếu mà em không phục vụ tốt, em không làm tốt thì chắc chắn người ta đến với em rồi một vài lần họ sẽ bỏ đi. Dạ Nhưng vâng. mà vì cái cách phục vụ của em nó Dạ. tốt, do đó nên người ta càng ngày trở Dạ lại. vâng. Thì nhân đây thì Ngọc Oanh cũng xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và yêu thương chương trình Nụ Cười Và Cuộc Sống của văn phòng AT Dental Care, cho Ngọc Oanh có cơ hội để nói chuyện với nhà sĩ Tuấn, để từ đó chuyển những cái thông điệp, những cái thông tin, những cái kiến thức để cho tất cả quý vị hiểu được thêm. Có nhiều người bận rộn quá đâu có thời gian đâu mà lên Google để mà coi, thì khi mà ăn cơm, tại vì cái chương trình mình được phát vào những giờ vàng, Dạ đúng rất là rồi. giờ đẹp nha. Dạ. Thứ tư là 6 giờ rưỡi thưa quý vị, và thứ bảy hình như cũng 6 giờ rưỡi, Dạ 4:30 chị. 4 Dạ. rưỡi, Dạ. 4 rưỡi và 6 rưỡi là những cái thời gian mà quý vị có thể cùng tụ họp quây quần với nhau và có thể xem cái chương trình. Và đặc biệt là cái chương trình mình năm nay rơi vào ngày mùng 2 Tết, Dạ vâng. và đây là một cái mùng 2 và mùng 3 là cái ngày mà tất cả mọi người, bạn bè rồi này kia Dạ đó, đúng. quây quần với nhau. Thì Dạ. quý vị theo dõi chương trình và cùng ủng hộ cho Tuấn Võ đây, nhà sĩ Tuấn Võ đây, trong chương trình Nụ Cười Và Cuộc Sống. Rất mong quý vị giới thiệu cho bạn bè và mọi người, để chúng ta cái gì hay chúng ta phải giới thiệu cho nhau nghe, để chúng ta có thể có được một cái nụ cười thật là đẹp và một cuộc sống thật là tự tin. Tại vì nụ cười là 10 thang thuốc Dạ bổ, vâng, đúng không em? dạ đúng. Rồi, bây giờ chị hỏi em đó, cái là phần là gọi là xong nhà. Xong nhà, đúng rồi. Rồi rồi ngoài ra là những cái ngày đầu năm thường thường là ngày 30, ngày 10, ngày mùng 1, mùng 2 đó, thường thường có nhiều cái kiêng cử lắm. Thì Dạ không biết đúng. em nhỏ em có biết những cái kiêng cử đó không? Dạ vâng chị, nhưng mà những cái kiêng cử giống như là mình không có mà khi mình quét rác mình không có đi đổ rác chẳng hạn, nhưng mà thường những cái đó thì nó không có giống như mà mình kho ở văn phòng á, thì nó cũng không có giống như là mình không có gọi là Có rác quá đâu mà cứng, quét. đúng rồi, mình không có gọi là mình không có quá cứng nhắc. Dạ theo em nghĩ là vậy, mình không có quá cứng nhắc. Đương nhiên là cái những cái niềm tin, những cái cổ truyền của cha ông thì mình biết, nhưng mà như mình là thế hệ trẻ thì mình phải linh động một tí. Dạ. Nhưng mà nói gì nói, mấy ngày đầu năm mới em có mở cửa văn phòng không? Ngày Dạ mùng 1, mùng có. 2 có hả? Thưa chị là mình chỉ mở cửa để mà xông đất thôi. Còn lại thì vẫn là mình tạo điều kiện cho cả bản thân được nghỉ ngơi cũng như nhân viên được Đúng được rồi. vui cái Tết thưa Đúng rồi. chị. Dạ, để cho mọi người đều vui vẻ để mà mình sau đó mình nạp lại năng lượng để Với lại mà chị cũng nghĩ nếu mà khách của em là người nước ngoài thì chị không nói, nhưng mà người Việt Dạ. Nam thì chị nghĩ là
mấy ngày đầu năm đó họ cũng kiên cự. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Không có muốn đi nhổ răng hay là làm răng. Dạ đúng rồi. Họ muốn ngày đó được đi chùa, đi nhà thờ để cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp hơn. Và thậm thời gian chí là thời gian những cái ngày cận Tết đó thưa chị, thì thời gian này văn phòng em vẫn rất là bận rộn. Nhưng mà đa số là họ tới để họ tham khảo. Để chi? Để họ để muốn mình giúp cho họ lên một cái plan, lên cái kế hoạch. Để mà qua Tết họ bắt đầu, ví dụ họ muốn làm thẩm mỹ, họ muốn làm implant, thì họ cũng muốn, họ biết để họ chuẩn bị tinh thần, tiền bạc, thời gian để mà qua Tết họ tiến hành. Vâng. Còn bắt đầu làm thì not yet. Nếu mà là chị Oanh thì chị cũng không làm. Dạ đúng. Sự thật là như vậy. Dạ. Trừ phi emergency mình phải chịu đúng thôi. Rồi. Nhá. Dạ. Dạ vâng, Ngọc Oanh cảm ơn bác sĩ Tuấn Võ rất nhiều trong một cái đề tài rất là vui, đón xuân, nghĩ về mùa xuân. Dạ vâng. Dạ. Và Ngọc Oanh cũng mong chúc quý vị một mùa xuân mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và vạn sự như ý. Thôi bây giờ chị nhường cho em chúc quý khán thính giả đây. Dạ vâng thưa chị, xin nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022. Cá nhân Tuấn xin được phép đại diện văn phòng ATN Care và đại đội ngũ thực hiện chương trình Nụ Cười Và Cuộc Sống xin kính chúc quý khán giả của Đài Netflix TV một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống.